Với Thu Hiền và Ngọc Anh, và chúng ta đều có thể cảm nhận một bầu không khí Tết náo nhiệt, nhộn nhịp đang tràn ngập khắp mọi nơi như thế này. Thường thì trong những ngày Tết, mọi người sẽ cùng nhau đi du xuân, đi lễ chùa hay là đi gặp gỡ bạn bè, hoặc là có thể ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bằng những bức ảnh đẹp của chúng ta, đúng không? Thế nhưng những hoạt động ấy chỉ cần ít người thôi, thậm chí là một người vẫn có thể diễn ra được. Vậy thì hoạt động nào mà phải cần tới cả 4 biên tập viên của chương trình 3T chúng tôi? Ngay bây giờ quý vị hãy cùng xem nhé. Hiện tại thì nhóm 3T đang có mặt tại chùa Đình Quán và cùng gặp gỡ với đoàn võ thuật Lân Sư Rồng Hùng Anh Đường. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng có những tìm hiểu rõ hơn về múa lân. Đoàn mình là một đoàn võ thuật, vậy thì các cái môn võ mà mình theo học thì có giúp ích gì trong việc múa lân không em? Hiện nay thì đoàn đang luyện tập võ cổ truyền và các động tác trong võ cổ truyền sẽ bổ trợ cho rất nhiều trong động tác múa lân, chẳng như động tác bay, nhảy và đá. Thì những động tác đấy cần phải có võ thuật thì chúng ta mới thể hiện được. Vậy thì trang phục cho múa lân thì có cần phải chú ý gì đặc biệt không anh? Trang phục cho múa lân đặc sắc hơn là trang phục võ thuật, nó có màu mè và thể hiện những cái hình làm sao mà cho giống con lân thật nhất. Thế thì những động tác bay nhảy thì em nghĩ chắc là em không làm được rồi. Vậy thì có con gái đánh trống không anh? Sao vậy, em thử đánh trống được không? Có, được chứ. Tất nhiên là được. Vậy thì em sẽ nhường phần bay nhảy cho hai chị còn lại bên này ạ. Nhường. Giới thiệu với anh, đây là hai chị là chuyên nhảy múa trong nhóm 3T thích thì thử bọn em. Còn em với chị Hiền là có kinh nghiệm đánh trống chào cờ từ hồi cấp 1. Hy vọng là hôm nay em sẽ thành công. Thế đối với những người mà mới, ví dụ như ngày hôm nay sẽ thử bay nhảy như bọn em thì mất khoảng thời gian bao lâu thì có thể nhảy múa được? Cái đấy thì phải tùy vào khả năng của các bạn. Vậy với những cái động tác mà có bê đỡ rồi nâng hẳn người lên trên cao trên đầu ấy thì chỉ có thể tập ngay trong ngày này. Chúng mình sẽ cố gắng để hỗ trợ cho các bạn làm sao mà thực hiện được những động tác đấy. Thì bọn em bây giờ rất muốn là thử luôn rồi. Giờ chúng em sẽ đi phải thay đồ để dễ dàng vận động hơn và chúng ta sẽ quay trở lại đây thử những món đồ này. Đi thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn Hiền đánh một số điệu của trong trống lân. Đầu tiên ấy, với cách cầm dùi, Hiền cập về phần 1/3 của chuôi cán. Khi mà Hiền đánh ấy, lắc chủ yếu ở phần cổ tay, không cử động nhiều phần cánh tay. Thì như thế cái tiết tấu của mình nó sẽ nhanh hơn. 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, được chưa? Khi mà đánh nhanh thì sẽ thành như này, được chưa? Bây giờ Hiền thử xem. 1 1 2 3 4 5. Cái chèng này ấy, mình đánh trống thì cậu sẽ gõ theo nhịp tiết tấu của trống. Chẳng hạn như nhịp ngắn vừa rồi thì cậu sẽ đánh nằm 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Trống mình gõ nhanh thì cậu sẽ chèng sẽ gõ nhanh, và trống gõ chậm thì chèng sẽ gõ chậm theo cái tiết tấu của điệu trống. Là 2 3. Cổ tay
tay mình chưa đủ dẻo để mà đánh được nhanh như là thầy dạy. Tập chiêng thì dễ hơn, nhịp nó chuyện thần thế này này. Nên mình cảm thấy là chỉ cần khi mà nhịp trống đánh mạnh ấy, thì trống đến 5, mình đánh chiêng 3 thì mình gõ là được. Nên là chiêng dễ hơn, chẳng dễ hơn một chút. Mình không hiểu sao là chị Hiền đánh trống thật là sai. Vậy sẽ thử đấy chị Hiền ơi, sẽ đổi một chút đi. Ngọc Anh thì đánh đúng nhịp rồi, nhưng mà chỉ đúng điệu. Không phải khó đâu mà là phải sự là quá khó. Vì khi đánh trống mình có hai cái là vừa nhịp và vừa điệu. Mình phải tập trung nhớ nhịp, mà khi mà nhớ được nhịp rồi thì quên điệu. Còn khi biết được điệu rồi thì quên nhịp. Xem ra là cái kỹ năng đánh trống hồi chào cờ của mình thì nó là không thể áp dụng được trong múa lân. Có một điều trong khi mà chúng ta làm đầu lân đó là phải có kỹ thuật dậm nhảy tốt. Và khi mà dậm nhảy như vậy thì chúng ta sẽ dùng lực rất nhiều của bắp chân. Nếu mà dậm nhảy tốt thì chúng ta mới có thể trợ lực được cho đuôi lân để thực hiện được những động tác như là bay lên cao hay là bay lên đầu của đuôi lân. Múa lân cũng như là được thử những cái cảm giác được bê đỡ nâng lên chiếc ghế cao thì mới tập nên là cảm thấy rất là khó, và bản thân cái việc làm thế nào để bật nhảy thật cao để các bạn ở phía sau có thể nâng lên thì cũng đã thấy phải làm mấy lần mới được. Và cái động tác khó nhất đối với Quỳnh Anh thì chính là việc được nhấc hẳn lên trên đầu của bạn phía sau. Cái cảm giác một lúc đấy thì rất là chênh quanh và có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải cố gắng để giữ được thăng bằng và như là để bạn ở phía dưới có thể quay một vòng. Và đấy là cũng là những cái động tác rất là cơ bản khi mà múa lân, nhưng mà không biết là đến lúc mà cầm đầu lân thì rất là anh có làm được như thế không. Trông thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng thực sự là bây giờ Quỳnh Anh và Mai Trang là đau hết cả hai bắp chân. Đau hết hai bắp chân mà Trang còn rất đau cả tay và Trang ngã mấy phát rồi ấy. Và vừa rồi thì Quỳnh Anh và Mai Trang thì cũng đã có tập một vài những cái động tác cơ bản nhất trong cái việc múa lân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được cầm đầu lân, là cái món mà nghe đồn là có vẻ là rất là khó khăn. Cảm giác cầm vào đầu lân sẽ rất là khác so với cảm giác chúng ta bay tay không, đúng không? Bởi vì là cố gắng thực hiện các cái động tác bê đỡ và bay lên trên cao thì đã khó rồi, nhưng bây giờ Quỳnh Anh và Trang lại còn phải điều khiển thêm cái đầu lân rất là to và rất là cồng kềnh nữa, nên là không biết là sẽ làm ăn như thế nào đây. Đi ra lấy đầu lân thử thôi. Thưa quý vị các bạn, mới được thử cái cảm giác cầm đầu lân thì cảm giác đầu tiên là rất là nặng và thực sự là rất là khó điều khiển, bởi vì là hai tay phải sử dụng hết sức để có thể vừa nâng đầu lân lại vừa có thể biểu diễn được những cái biểu cảm của chú lân này. Thế còn Mai Trang thì Mai Trang thấy nào? Không chỉ nặng, không chỉ cồng kềnh đâu mà rất là khuất tầm nhìn nữa, chả biết nhìn như nào để mà có thể biểu diễn được cả. Ngoài ra thì hai cái bên phần thân lân cái vải nó cũng rất là
cũng dài lượt lượt và mình có thể là sẽ dẫm vào cái vải đấy lúc trong lúc biểu diễn và ngã lúc nào cũng không biết. Không, nhưng mà chắc chắn là cái phần đuôi lân thì sẽ được sự giúp đỡ của hai bạn ở trong đoàn đoàn lân sư rồng, nên là có sự hỗ trợ của bạn chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có thể làm được một chút gì đấy đúng không? Rồi, thử thôi nào. Như vậy là phải khâm phục các nghệ sĩ múa lân rất là nhiều đúng không? Bởi vì thực ra là các động tác thì đúng là rất là khó và khi mà thực hiện thì còn khó hơn. Và làm thế nào để mà truyền được cái hồn vào những chú lân ấy thì thực sự là sẽ phải tập luyện rất là lâu nữa thì mới có thể biểu diễn thuần thục được. Thế nhưng mà bởi tiếng múa lân đã khó rồi, thế nhưng với những cái tiếng trống và tiếng chiêng chưa được đúng nhịp cho lắm cái việc muốn là cái việc trải nghiệm hôm nay của bọn của Quỳnh Anh và Mai Trang càng trở nên khó khăn hơn. Rất xin lỗi chị Quỳnh Anh và Mai Trang bởi vì Hiền và Ngọc Anh thì chưa có đủ thời gian để mà tập nhuần nhuyễn việc đánh chiêng, chính vì thế là tiếng chiêng nó chưa được khớp. Thế nhưng mà việc chống với chiêng, những cái âm thanh đấy nó cũng rất là quan trọng trong múa lân, nó giúp cho bài biểu diễn múa lân có hồn hơn, có giai điệu và sẽ vui nhộn hơn. À, thế mới hiểu là trong chơi múa lân và trong bất cứ hoạt động tập thể nào, nếu như mà chỉ một người có kỹ năng tốt thì không đủ đâu, mà tất cả chúng ta cùng phải đoàn kết phải không? Và thưa quý vị, cũng chính nhờ tinh thần đoàn kết ấy mà trong suốt thời gian qua chúng tôi luôn cố gắng để mang tới cho quý vị những chương trình thích thì thử tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và bây giờ thì xin được chúc mừng năm mới.